Công Phương. Trọng tài đã thủ phạt cầu thủ Tottenham. Pha dứt điểm của Công Phương. Năm 2014, bóng đá nước nhà nở rộ cơn sốt U19 Việt Nam với nòng cốt là quân của bầu Đức. Thế hệ đầu tiên được đào tạo bài bản dưới cái mác lò đào tạo trẻ hợp tác với Arsenal. U19 Việt Nam quyến rũ người hâm mộ bằng lối chơi đẹp mắt, sở hữu lối đá bài bản cùng với các pha phối hợp nhuần nhuyễn. Thời điểm ấy, bóng đá Việt Nam như nắng hạn sau những thất bại liên tiếp của đội tuyển ở các đấu trường khu vực và U19 Việt Nam thời điểm bấy giờ xuất hiện gây ra mưa rào. Trong những cầu thủ tài năng đó, nổi lên một cái tên đưa đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc nhất, đó là chàng trai Nguyễn Công Phượng. Công Phượng nhanh chóng trở thành thần tượng mới của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với tài năng của mình, cầu thủ người Nghệ An đã chinh phục những người khó tính nhất. Nhắc đến màn trình diễn của Công Phượng trên sân cỏ, chắc chắn nhiều người vẫn còn nhớ đến trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia tại giải U19 Đông Nam Á 2014. 2 phút trước khi hết giờ, Công Phượng đã tạo ra pha bóng đẳng cấp trước vòng vây của 5 cầu thủ Australia. Cầu thủ người Nghệ An vẫn quyết định đi bóng, sau đó tung ra cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng tối thiểu cho U19 Việt Nam. Một bàn thắng làm nổ tung cầu trường sân Mỹ Đình và in đậm vào trong tâm trí của người yêu bóng đá nước nhà. Trên bước đường đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng và Công Phượng cũng không phải là ngoại lệ. Tuổi trẻ, thành công đến quá sớm là bệ đỡ, nhưng kèm theo đó là những hệ lụy ngoài chuyên môn tưởng chừng như sẽ đánh gục chân sút người Nghệ An. Đầu tiên, phải kể đến scandal tuổi tác của Công Phượng, khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà tò mò, tranh cãi. Thậm chí, đến các quan chức cũng phải tham gia, có ý kiến vào sự việc này. Mới 19 tuổi, Công Phượng đã trải qua cảm giác bị đấu tố bởi nhiều cơ quan chính thống lớn, từ trên mạng xã hội đến ngoài đời, từ trên các bàn bình luận bóng đá đến các quán cóc vỉa hè. Nhưng thay vì lên tiếng thanh minh, Công Phượng bình tĩnh giữa tầm bão, vẫn xách giày ra sân tập luyện, thi đấu mặc kệ những lời bàn tán của dư luận. Hạn này chưa qua, hạn khác đã đến, Công Phượng tiếp tục dính vào lùm xùm tình cảm giữa một nữ ca sĩ, từ chuyện lộ ảnh hôn nhau tới nhiều chi tiết khác nữa, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng. Tiền đạo người Nghệ An cứ sống, cứ đá bóng và chứng minh bằng chuyên môn trên sân cỏ. Kể cả về chuyên môn, chắc chắn không một cầu thủ nào ở Việt Nam chịu nhiều áp lực như Công Phượng. Trước mỗi giải đấu, tiền đạo này luôn là tâm điểm, đội nhà thi đấu tốt, Phượng sẽ được tung hô, trở thành người hùng và ngược lại. Người ta kỳ vọng vào Công Phượng quá nhiều, để rồi khi chưa như ý, lập tức quay sang chỉ trích. Ở độ tuổi đôi mươi, cầu thủ sinh năm 1995 lúc đó đã gánh trên vai trọng trách cứu vớt cả một nền bóng đá đang mất đi niềm tin nơi người hâm mộ. Mỗi động thái, nhất cử nhất động về đời tư của Công Phượng đều được truyền thông săn đón không rời mắt. Với nhiều người trẻ, khi bị truyền thông soi xét, khai thác quá mức nhiều khía cạnh, họ có thể xù lông, chống lại cả thế giới hoặc quá áp lực mà không thể bước qua cái gọi là tài năng trẻ. May mắn rằng, thay vì thanh minh, Công Phượng chọn cách im lặng, đóng cửa với truyền thông và chứng minh khả năng của mình trên sân bóng, ghi thật nhiều bàn thắng. Khi mà những cầu thủ đồng trang lứa đang vất vả tìm chỗ đứng ở các đội bóng trong nước, thì chàng trai trẻ khi ấy mới 20 tuổi đã có quyết định cực kỳ mạo hiểm, đó là tìm cơ hội thi đấu tại giải G-League 2 của Nhật Bản trong màu áo câu lạc bộ Mito Hollyhock. Ở lần xuất ngoại đó, Công Phượng được thi đấu 5 trận nhưng có tới 4 lần ra sân từ băng ghế dự bị. Thực tế, cầu thủ xứ Nghệ chỉ được chơi 80 phút trong suốt một năm khoác áo đội bóng Nhật Bản. Nhưng những gì động lại sâu sắc nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại là hình ảnh Công Phượng đi phát tờ rơi ở ga tàu điện ngầm. Những hình ảnh đó lại tạo nên một làn sóng dư luận khủng khiếp trong nước với những câu hỏi được đặt ra với cầu thủ tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam. Cũng thêm một lần nữa, Phượng lại im lặng. Đến sau này, khi nhắc lại, Công Phượng khẳng định đó là kỷ niệm đẹp với tiền đạo sinh năm 1995. Sự nghiệp tại đội tuyển của Công Phượng và các đồng đội U19 Việt Nam năm nào liên tục gặp sóng gió. Hai kỳ SEA Games vào năm 2015 và 2017, đội tuyển U22 Việt Nam thất bại trong việc chinh phục tấm huy chương vàng với những thất bại cay đắng. Rõ ràng, với việc được người hâm mộ kỳ vọng nhiều nhất,
Công Phượng tiếp tục phải nhận những áp lực khủng khiếp từ dư luận. Bóng đá Việt Nam sau thất bại tại SEA Games 29 đang mất hết niềm tin từ người hâm mộ. Trong không khí ảm đạm đang bao trùm bóng đá nước nhà, Nguyễn Công Phượng được tân huấn luyện viên đội tuyển khi đó Park Hang-seo triệu tập lên để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm 2018. Như một định mệnh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải lại thêm một lần nữa được chọn để cứu cả nền bóng đá Việt Nam đang cạn sạch niềm tin. U23 Việt Nam sau đó đã tạo nên kỳ tích tại Thường Châu năm 2018 khi giành vị trí Á quân. Khi mà người hâm mộ vẫn còn đang lâng lâng với chiến tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thì Công Phượng tiếp tục khiến người hâm mộ đặt nhiều dấu hỏi với việc đầu quân cho câu lạc bộ Incheon United của K-League. Giải đấu thực sự khắc nghiệt. Thực tế, cuộc phiêu lưu đến đất Hàn Quốc của Công Phượng gói gọn trong 401 phút thi đấu. Tuy nhiên, tiền đạo xứ Nghệ lại không trở về V-League mà tiếp tục hành trình sang Bỉ tìm kiếm cơ hội trong màu áo Sinchoden. Và cũng như những lần xuất ngoại trước, Phượng rời đi chỉ sau vài chục phút thi đấu. Những chuyến xuất ngoại của Công Phượng không hẳn là thất bại. Những trải nghiệm, tiếp xúc với các nền bóng đá phát triển giúp chàng trai 25 tuổi rất nhiều. Sau quãng thời gian lận đận, Công Phượng trở về khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đầu mùa giải 2020. Ngay lập tức, Phượng thể hiện được khả năng của bản thân. Mùa giải 2020, anh chính là chân sút nổi xuất sắc nhất với 6 bàn thắng cùng những đóng góp trong lối chơi chung của toàn đội. Kết thúc mùa giải, Công Phượng cũng ghi bàn thắng ý nghĩa nhất cuộc đời khi kết hôn với bà xã Tô Ngọc Viên Minh. Nói về thông tin chuyện tình cảm của cặp trai tài gái sắc này cũng giống như trang cá nhân của cả hai, đó là không có gì cả. Người ta chỉ biết Viên Minh đã đồng hành cùng Công Phượng một quãng thời gian dài và đám cưới là kết thúc viên mãn cho cuộc tình rất đơn giản, không phô trương nhưng luôn đậm đà hướng về nhau. Đến hiện tại, khán giả ngưỡng mộ tiền đạo xứ Nghệ không chỉ bởi khả năng trên sân cỏ mà cả cuộc sống ngoài sân của anh, một thế giới hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong lại là những điều bình dị như những người khác. Chàng trai tuổi đôi mươi chịu nhiều áp lực khủng khiếp, Nguyễn Công Phượng đã chứng minh cho người hâm mộ thấy anh bản lĩnh thế nào khi vượt qua hết những định kiến, những lời gièm pha để ngày hôm nay, Công Phượng nắm chặt tay người vợ Viên Minh trên lễ đường trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh và nhận những lời chúc từ người thân, bạn bè, người hâm mộ. Một nghệ sĩ từng nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được. Đúng như vậy, những gì Công Phượng có ngày hôm nay chính là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ, những áp lực khủng khiếp mà anh đã trải qua. Có một Công Phượng bản lĩnh đến phi thường.